là em bé này đang trong cái tình trạng tiên lượng xấu, bởi vì chắc em bé đó cũng đã trải qua hôm nay đến ngày thứ tư rơi trong cái lồng ống hẹp, có khả năng bị đa chấn thương và trong cái môi trường thiếu thông khí. Hôm qua thì lãnh đạo tỉnh cùng với địa phương cũng trực tiếp đến gia đình để có thăm hỏi, có hỗ trợ lương thực, thực phẩm và một phần hiện kim để gia đình có cái điều kiện lo lắng cái việc nhà trong lúc có cái xảy ra tai nạn cho bé. Các cái đơn vị thi công đang tập trung các cái biện pháp kỹ thuật đặt cái ống có cái chiều cao khoảng 14 mét sâu xuống lòng đất bao quanh cái trụ ống bê tông mà em bé bị tai nạn ở trong đó. Thì sau khi đặt cái ống này khoảng 14 mét có chiều sâu rồi thì các đơn vị thi công tiếp tục khoan nhồi để làm tơi đất, giảm cái áp lực ma sát trực tiếp vào thành ống. Đủ cái điều kiện thì sẽ dùng cái thiết bị cẩu công suất lớn để rút cái ống này lên khỏi mặt đất và thực hiện tiếp tục cái biện pháp cứu hộ tiếp theo. Thì sau khi đưa cái ống lên mặt đất thì sẽ có cái đơn vị công binh của quân khu chính trực sẵn ở đây để sẵn sàng các cái biện pháp nội soi thăm dò để coi em bé ở cái đoạn nào trong ống, rồi sau đó thì dùng các cái biện pháp cưa cắt chuyên dụng để bộc lộ để mà cứu hộ em bé. Thì đây là các biện pháp kỹ thuật xuyên suốt, có các phối hợp giữa các đơn vị thi công tại hiện trường lẫn các đơn vị trực để mà chờ sẵn khi mà ống được kéo lên khỏi mặt đất thì các biện pháp cưa cắt thăm dò. Dự kiến là đến khoảng chiều nay thì cái công việc mà khoan nhồi làm tơi xốp đất cũng sẽ cơ bản hoàn thành, rồi sau đó thì có các cái thử nghiệm để kiểm tra xem coi ống đã làm rỗng rồi, đất tơi xốp rồi, cái độ ma sát đã giảm tối đa rồi thì đủ điều kiện thì sẽ dùng cái thiết bị chuyên dụng, dùng cáp để kết nối với cái ống cọc trụ đó rồi kéo lên, kéo thẳng lên rồi đưa lên khỏi mặt đất để chúng ta cắt ra thành từng đoạn. Đây là một cái tình huống mà tai nạn rất hiếm gặp, cũng không ngờ được. Thành thử ra các biện pháp lúc đầu là tập trung để cứu sống em bé, rồi sau đó thì thấy khó khăn thì mới triển khai tiếp tục các biện pháp. Mặc dù có cái lúng túng bất ngờ nhưng mà các đơn vị thi công tại chỗ đã tìm mọi cách để tiếp cận em bé để triển khai sớm nhất các biện pháp cứu hộ. Và bất kỳ cái trở ngại nào thì tỉnh cũng, lãnh đạo tỉnh, các đơn vị chuyên môn cũng đều phối hợp với nhau chỉ đạo giải quyết xử lý kịp thời, nhờ vậy không bị gián đoạn từ mấy ngày nay.